Theo kế hoạch, 15 giờ chiều ngày hôm nay 27 tháng 8, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch Quỳnh Lưu sẽ tổ chức đóng điện đưa vào vận hành. Phóng viên Trọng Thái hiện đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về công tác chuẩn bị cho sự kiện này. Xin mời phóng viên Trọng Thái. Vâng, xin chào chị Phương Hiền. Thưa quý vị và các bạn, hiện dự án đường dây 500 kV đoàn Quảng Trạch Quỳnh Lưu đã hoàn thành thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Trong sáng nay, truyền tài điện Hà Tĩnh đã tiến hành tổng kiểm tra hành lang tuyến, kiểm tra kỹ thuật hệ thống điện để đảm bảo các điều kiện đóng điện vào 15 giờ chiều hôm nay. Và bên cạnh tôi đây là ông Trần Văn Trần, cán bộ kỹ thuật của truyền tài điện Hà Tĩnh. Vâng thưa ông thế để đảm bảo đóng điện vào 15 giờ chiều nay thì đâu là những phần việc cuối cùng mà truyền cán bộ công nhân của truyền tài điện Hà Tĩnh đang triển khai thực hiện để chuẩn bị cho việc đóng điện của chiều 15 giờ chiều hôm nay thì đơn vị truyền tải điện Hà Tĩnh đã tổ chức cho toàn bộ công nhân đi tổng kiểm tra rà soát hình lang tuyến rồi là tiếp địa cột rồi tiếp địa các cây đưa dây các cái gọi là là là, giả của đơn vị thi công làm còn sót lại thì trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện được khiếm khuyết đó, thì yêu cầu đơn vị thi công để là là xử lý khẩn cấp trong buổi sáng nay để 15 giờ nay đảm bảo điều kiện đóng điện. Vâng thưa ông thì qua quá trình kiểm tra thì ông nghĩ như thế nào về các cái điều kiện đảm bảo cho công tác đóng điện vào chiều nay? Theo kiểm tra mắt thương á, bình thường á, thì thấy hiện tại thì hình lang đảm bảo và trên đường dây không còn cái gì nữa. Bây giờ thì đã đã cảm thấy đủ điều kiện để để đóng điện rồi ạ. Vâng xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, à, dự án điện mạch 3 đoàn Quảng Trạch Kinh Lưu à, được triển khai thi công từ ngày 18 tháng 1 năm 2024 với chiều dài 226 km qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. À, trong đó à, tuyến đường dây đi qua địa bàn Hà Tĩnh dài hơn 141 km với 285 vị trí móng cột. À, trong thời gian qua thì vượt qua mọi khó khăn, thách thức à, các công nhân, kỹ sư và người lao động của các đơn vị đã nỗ lực thi công làm việc trách nhiệm à, với tinh thần cao nhất à, để dự án à, hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin về lễ đóng điện chúng tôi sẽ cập nhật vào bản tin thời sự tối nay.